Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Cũng với cái bàn quen thuộc này, em đã ra rất nhiều các cái video về các cái sản phẩm khoan pin, rồi các cái phụ kiện chế bi chế quạt của bên em nhé. Đấy thì hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu lại đến toàn thể các bác cái mẫu khoan bốt ba chức năng. Con này thì nó là sử dụng pin 5 cell các bác nhé. Đây nó ghi là 26V. Đấy. Nhiều anh em thì ngay cả em cũng quen miệng gọi là 26V đấy, nhưng mà thực tế là cái dung lượng thật của cái viên pin này đấy, nó là 21V các bác nhé. Dung lượng thật của cái cell pin này nó 21V thôi. Đấy thì con máy này thì nó là một trong những cái dòng thương hiệu bốt của Đức đấy. Con này thì nó được sản xuất ở Trung Quốc các bác nhé. Đấy, hàng bên em là hàng Trung Quốc loại 1. Đấy. Con này thì nó sở hữu là hai cấp tốc độ. Đấy. Nhanh chậm, đấy, điều chỉnh ở trên đây. Và có tổng cộng, đây các bác có thể nhìn thấy đây. Con này có tổng cộng là 18 cấp độ trượt các bác nhá. Đấy, 18 cấp độ trượt này. Đấy, trượt thì chúng ta vặn ở đây. Đấy. Và khoan ba chức năng nhá. Đây này, khoan bắt vít này. Khoan thường, khoan gỗ này. Khoan này khoan có búa này. Đấy là khoan có thể khoan được, khoan được tường các bác nhá. Đấy. Đầu mang danh này là đầu mang danh 10mm. Đầu mang danh nhựa 10mm các bác nhá. Đấy. Con này thì chúng ta tháo lắp rất chi là thuận tiện. Đấy, đầu mang danh 10mm này. Đấy. Máy chạy cực kỳ khỏe quá nhé. Đấy. Đấy các bác nghe thấy không? Đấy, cái động cơ cực kỳ khỏe. Đấy, nếu mà nói trong cái phân khúc pin 5 cell thì con này là một cái con em đánh giá nó là cái sản phẩm mà nó chất lượng nhất trong cái phân khúc pin 5 cell quá nhé. Đấy, bởi vì tại sao em nói nó chất lượng? Thứ nhất, về nhìn về cái cấu tạo cái thiết kế của nó này. Con này thì nó cái thiết kế này nó rất chi là nhỏ gọn. Đấy. Nhưng mà cái cảm giác cầm nắm đấy, rất chi là chắc chắn các bác nhé. Đấy, riêng con này cảm giác cầm nắm cực kỳ chắc chắn. Đấy, cái thứ hai đấy là cái con này ấy, thì nó được sở hữu cái động cơ 550. Đấy, hàng chuẩn loại 1 các bác nhé. Đấy. Và cái khối pin của nó thì dung lượng chuẩn là 1500 mAh. Đấy, và tiện đây em cũng đã tháo sẵn. Đấy. Tháo sẵn cái khối pin của nó ra cho các bác cùng xem đây rồi. Đấy. Đây, các bác cùng nhìn cái khối pin của nó đây. Đấy. Toàn bộ là linh kiện dán hết nhá. Đấy, phần mạch. Đấy. Mạch pin toàn bộ linh kiện dán hết. Và đây này, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, cái dây này là cái dây này cảm biến nhiệt nhá. Đấy, nếu mà cái viên pin này nó quá nhiệt độ, nó sẽ ngắt điện để bảo vệ phần động cơ, bảo vệ pin. Đấy, tránh cái tình trạng bị cháy nổ các bác nhá. Đấy, con này là nó rất nhiều các cái ưu điểm. Đấy, và pin đây các bác có thể nhìn thấy này. Con này là pin dung lượng là 1500 mAh. đấy, đây quay chỗ này thì các bác nhìn rõ hơn. Đấy, dung lượng 1500 mAh. Đấy, và công suất là 5,55 Wh. đấy. Đấy, pin thì là pin màu xanh các bác nhé. Đấy, pin màu xanh này là màu xanh nhạt các bạn. Màu xanh này thì nó nhạt đấy. Đấy. Nhưng mà nó là cái dòng pin cực kỳ chất lượng các bác nhé. Dòng pin cực kỳ chất lượng đấy, không phải là cái dòng pin rẻ tiền các bác nhé. Đấy, cho nên là các bác mua hàng thì các bác phải nắm được các cái thông số đấy, cũng như là các bác lựa chọn được những cái shop bán hàng uy tín, tin cậy, các bác mua hàng nhé. Đấy, còn các cái sản phẩm bên em thì em cam kết với toàn thể các bác là hàng chuẩn loại 1 các bác nhé. Đấy, bên em không bán hàng loại 2, loại 3. Đấy, thì về cái con khoan bốt này thì cũng như lúc trước em đã giới thiệu đến toàn thể các bác ấy, thì nó là một trong những cái con mà được em được đánh giá là em đánh giá nó là cao nhất trong cái phân khúc pin 5 cell. Đấy, thì trong cái phân khúc pin 5 cell này thì
để mà so sánh sang, ví dụ như con Makita 36V có phụ kiện, hoặc con DeWatt 26V có phụ kiện, hoặc là con Hitachi 36V có phụ kiện. Đấy thì toàn bộ những con đấy, đấy về cơ bản về thiết kế cũng như là về các cái đầu mang danh, rồi về cái bộ chuyển đổi ba chức năng này. Đấy thì tất cả thứ, mọi thứ thì những con đấy thì cảm giác nó sẽ không được chắc chắn và nó sẽ không được tốt cảm giác khi mà mình sử dụng ấy. Đấy, nó sẽ không được bằng con này nhé. Đấy, và một cái điều quan trọng nữa là riêng cái khối pin này. Đấy, riêng cái khối pin của cái con này thì nó sẽ đắt hơn cái khối pin của các cái con kia tương đối nhiều quá nhá. Đấy, nói đi em nói đơn giản như một cái cell pin này. Đấy, một cell pin nhá, nó đắt hơn cái cell kia nó khoảng cỡ 5.000 đến 10.000. Đấy thì giá thành của một cái khoan nó sẽ lên tầm khoảng cỡ 5-70 đến 100.000. Đấy. Cho nên là các bác cứ yên tâm một điều là như thế, bên em cam kết là hàng chuẩn loại 1 các bác nhé. Máy này sẽ gồm có 2 viên pin. Đấy, một sạc adapter. Đấy. Và khi mà các bác mua sản phẩm ngày sản phẩm này, đấy, trong cái clip hôm nay em giới thiệu ấy, thì em sẽ bán tri ân giảm giá đến toàn thể các bác với một cái mức giá là cực kỳ tốt các bác nhé. Đấy. Hiện tại thì con này thì em đang bán là 750.000 miễn phí ship toàn quốc. Đấy, nhưng mà trong cái clip này, đấy, em sẽ bán cho các bác với một mức giá là cực kỳ ưu đãi. Đấy, một mức giá mà các bác không thể tưởng tượng được. Đấy, chỉ có 700.000 thôi quá nhá. Đấy, chỉ với 700.000 đấy là các bác có thể sở hữu ngay một cái khoan bốt 3 chức năng. Đấy, pin 5 cell. Đấy, dung lượng là 1500 mAh. Đấy, một con khoan là cực kỳ chất lượng nhé. Con này là con đầu bảng trong cái dòng phân khúc pin 5 cell, động cơ có chổi than các bác nhé. Đấy thì hiện tại chương trình này thì em đang sell đến ngày 30 tháng 10, đến hết ngày 30 tháng 10 là hết chương trình khuyến mại các bác nhé. Đấy thì các bác nhanh tay đặt hàng đấy để sở hữu ngay một con khoan bốt cực kỳ chất lượng bên em. Đấy thì mọi chi tiết thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0982826628 nhá. Đấy, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bác. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip sau nhá.